Thưa quý vị, theo chuyển động của thị trường thì bất động sản biển lân cận Sài Gòn như là La Gi, Mũi Né, Hồ Tràm được dự đoán sẽ vượt mặt các thị trường truyền thống. Trong đó thì La Gi được đánh giá là có nhiều tiềm năng bởi mặt bằng giá còn nhiều dư địa gia tăng. Có một thực tế là đại dịch Covid-19 đã và đang làm thay đổi rất nhiều đến dòng tiền của các nhà đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, dòng tiền của nhà đầu tư trong 3 năm tới sẽ chuyển từ các thị trường truyền thống sang các thị trường mới nổi, hội tụ đủ 3 yếu tố là lân cận thành phố Hồ Chí Minh, mức giá còn mềm và sức đẩy hạ tầng lớn. La Gi cũng là những cái nơi mà trên cái tuyến đường cao tốc để nối từ Long Khánh đến La Gi rồi tiếp tục nối đến Phan Thiết, rồi từ Phan Thiết tiếp tục đi ra Tuy Vong của xã Bình Tân là một cái khu cụm cảng lớn nhất miền Trung, đó là cảng Vĩnh Tân và khu công nghiệp Vĩnh Tân. Đó thì thưa quý vị, thì theo bản thân cá nhân tôi đánh giá, những khu đô thị của La Gi, của Tuy Phong, của Bình Thuận sắp tới sẽ phát triển rất tốt vì thuận lợi của có đường cao tốc, có đường biển rất dài và có đường sắt. Đó, rồi có đường những thuận lợi khác nữa như là hai cái sân bay nằm giữa hai sân bay Long Thành và sân bay Phan Thiết. Bên cạnh những lợi thế về vị trí, mức giá hấp dẫn của bất động sản La Gi được đánh giá là yếu tố mấu chốt thu hút mạnh dòng tiền của các nhà đầu tư. Dù vị trí gần thành phố Hồ Chí Minh đến vậy, nhưng giá bất động sản của thị xã này chỉ dao động ở mức 30-45 triệu đồng một mét vuông. Với vị trí ven biển thuận tiện kinh doanh, giá đạt mức 35-60 triệu đồng một mét vuông. Mặt bằng giá này được nhận xét vẫn còn rất hợp lý so với các tỉnh thành có cùng lợi thế ven biển khác. Ngay cả tại Phan Thiết, Mũi Né, những vị trí đẹp ven biển thuận tiện phát triển cơ sở du lịch như khu vực Đồi Dương, Mũi Né, giá đất cũng đã đạt xấp xỉ 90-120 triệu đồng một mét vuông. Tại khu vực Hồ Tràm, đất nền ven biển được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn, được giao dịch với mức giá trên 100 triệu đồng một mét vuông. Với cái mục tiêu mà La Gi đang phấn đấu lên để năm 2025 đó, trở thành thành phố La Gi, rồi giá hiện nay thì rất là tốt. Nhưng mà so với những nơi mà thị xã mà được lên thành phố, tôi giả sử như Phú Quốc, thì Phú Quốc hiện nay là giá tăng trưởng rất tốt. Trong vài năm qua thì giá của Phú Quốc ở những khu mặt tiền ở Dương Đông hay là phía nam của đảo Phú Quốc thì giá có thể tăng gấp 4 lần. Tôi giả sử như giá những mặt tiền mà đông đúc có sẵn á, thì bình thường 50 triệu thì vài năm nay có thể là 100 triệu, thậm chí là 150. Những cái thị xã, thị trấn, trung tâm thì được lên thành phố thì chắc chắn là cái giá bất động sản cũng tăng thêm, thì cái đó là những cái lợi thế và chắc chắn là giá bất động sản của La Gi chắc chắn thời gian sắp tới sẽ tăng, và các cái vị trí khác trong bán kính của thành phố Hồ Chí Minh 120 km hoặc là 200 km trở lại sẽ phát triển rất là tốt trong thời gian tới. Ngoài ra, bất động sản La Gi còn sở hữu nhiều cơ hội tăng giá khi trong năm 2021, hàng loạt các siêu dự án hạ tầng cũng được triển khai, tạo ra lực đẩy khổng lồ cho La Gi. Cụ thể, tuyến cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết đã được thi công và đang bám sát tiến độ để đưa vào sử dụng từ cuối năm 2022. Vào đầu năm nay, sân bay quốc tế Long Thành, sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam với công suất 100 triệu hành khách mỗi năm, đã chính thức được khởi công. Bên cạnh đó, sân bay Phan Thiết cũng chính thức được triển khai xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022. Khi sân bay Long Thành và sân bay Phan Thiết hoàn thành, sẽ mang hàng chục triệu du khách quốc tế và phía Bắc tiếp cận với La Gi. Ngoài 3 siêu dự án sân bay và cao tốc, trong năm 2021 và 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng cho La Gi, như hai nút kết nối cao tốc thẳng đến Hàm Tân, tuyến đường biển quốc gia DT719B, đường song hành DT719, v.v. Bên cạnh đó, quỹ đất vàng ven biển được nhiều giới đầu tư trong và ngoài nước săn tìm, ngày càng trở nên khan hiếm nguồn cung. Nhiều nhà đầu tư chiến lược với độ nhạy về phân tích và khả năng quan sát đã nhanh chóng dịch chuyển dòng tiền về những thị trường mới có ít yếu tố cạnh tranh nhưng lại được đầu tư mạnh mẽ như La Gi để đầu tư phát triển các dự án phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển, đón đầu tiềm năng phát triển khu vực. Sự xuất hiện của các phức hợp đô thị hiện đại đi cùng với quy hoạch phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị của tỉnh sẽ tạo ra lợi thế kép cho giá trị bất động sản khu vực thị xã La Gi, đặc biệt là bất động sản ven biển.
Với tất cả các điều kiện này, Lazy gần như quy tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi nhân hòa để trở thành thị trường đầu tư bất động sản biển không thể hấp dẫn hơn.